Xin chào tất cả các em, cô tên là Thảo Duyên. Hôm nay cô sẽ là người hướng dẫn các em giải bài tập tuần 17 và lớp 5. Sau đây chúng ta sẽ đi đến với phần bài tập. Đầu tiên là phần trắc nghiệm. Câu 1, kết quả của phép tính 32,67 cộng 15,235 là. Chúng ta sẽ ghi dấu phải thẳng cột với nhau. 32,67 cộng cho 15,235. Đầu tiên chúng ta sẽ hạ số 5 xuống. Ta được 5, viết 5. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 là 9, viết 9. Thêm dấu phẩy. 2 cộng 5 bằng 7, viết 7. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Như vậy 32,67 cộng 15,235 bằng 47,905. Như vậy đáp án của câu 1 là đáp án B, 47,905. Tiếp theo là câu 2, 19,5% cộng 17,8% bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ đặt tính và tính 19,5 cộng 17,8% sẽ bằng 5 cộng 8 bằng 13, viết 3, nhớ 1. Ghi dấu phẩy. 9 cộng 7 bằng 16, thêm 1 là 17, viết 7, nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, thêm 1 là 3. Như vậy 19,5 cộng 17,8 bằng 37,3. Vậy đáp số của 19,5% cộng 17,8% sẽ bằng 37,3%. Đáp án của câu 2 là đáp án D, 37,3%. Tiếp theo là câu 3, tỷ số phần trăm của 23 và 25 là. Để tính tỷ số phần trăm, chúng ta sẽ lấy 23 chia cho 25 và nhân cho 100%. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 23 chia cho 25. Ta thấy đây là phép tính có số bị chia nhỏ hơn số chia, vì vậy chúng ta sẽ đổi 23 thành số thập phân là 23,0. 23 chia cho 25 được 0, viết 0. 0 nhân 25 bằng 0, 23 trừ 0 bằng 23. Để chia tiếp chúng ta viết dấu phẩy bên phải số 0. Hạ số 0 xuống ta được 230. 230 chia 25 được 9, viết 9. 9 nhân 25 bằng 225. 230 trừ 225 bằng 5, viết 5. Để chia tiếp chúng ta viết số 0 bên phải số 5. 50 chia 25 được 2, viết 2. 2 nhân 25 bằng 50. 50 trừ 50 bằng 0. Như vậy 23 chia cho 25 chúng ta được 0,92. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy 0,92 nhân cho 100%, chúng ta sẽ được kết quả là 92%. Như vậy đáp án của câu 3 là đáp án D, 92%. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với câu 4. Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,8%. Nếu đem gửi 3 triệu đồng thì sau 1 tháng nhận được số tiền lãi là. Để tính được số tiền lãi chúng ta sẽ lấy số tiền đem gửi tiết kiệm là 3 triệu nhân cho lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,8%. Như vậy số tiền lãi sẽ là 3 triệu nhân cho 0,8 chia 100, chúng ta sẽ được là 24.000. Như vậy đáp án của câu 4 là đáp án B, 24.000 đồng. Câu 5, lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 40% số học sinh cả lớp. Vậy lớp 5A có. Đề bài cho chúng ta biết được tổng số học sinh của lớp 5A là 40 và số học sinh nữ chiếm 40%. Và đáp án của chúng ta là học sinh nam, vì vậy đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tính số học sinh nữ. Số học sinh nữ là chúng ta sẽ lấy số học sinh của cả lớp là 40 nhân cho số phần trăm số học sinh nữ chiếm là 40%. Như vậy chúng ta sẽ lấy 40 nhân 40 chia 100, chúng ta sẽ được là 16 học sinh.
Vậy số học sinh nam sẽ là, chúng ta sẽ lấy tổng số học sinh của cả lớp trừ đi số học sinh nữ là 40 trừ 16 sẽ bằng 24 học sinh. Như vậy đáp án của câu 5 sẽ là đáp án A, 24 học sinh nam. Câu 6, 20% của tấm vải dài 16 mét. Cả tấm vải đó dài số mét là. Như vậy đề bài cho chúng ta biết được là 20% của tấm vải là 16 mét. Như vậy để tính được cả tấm vải dài số mét, chúng ta sẽ lấy 16 nhân cho 100 chia cho 20. Vậy cả tấm vải dài số mét là, chúng ta sẽ lấy 16 nhân cho 100 chia 20 và kết quả sẽ được là 80 mét. Như vậy đáp án của câu 6 là đáp án D, 80 mét. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với phần tự luận. Bài 1 tính. Câu A, 25% của 480. Chúng ta sẽ lấy 480 nhân cho 25 chia 100. Kết quả của chúng ta sẽ được là 120. Câu B, 42% của 60 kg. Chúng ta sẽ lấy 60 nhân cho 42 chia 100. Kết quả chúng ta sẽ được là, à đúng rồi, là 25,2 kg. Bài 2 tính M biết. A, 30% của M là 90. Chúng ta sẽ lấy 90 nhân cho 100 chia cho 30. Kết quả chúng ta sẽ được là 300. Cô B, 8,5% của M là 2,72. Chúng ta sẽ lấy 2,72 nhân cho 100 rồi chia cho 8,5. Chúng ta sẽ được kết quả là 32. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với bài 3. Một cửa hàng có 300 kg gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 20% số gạo. Buổi chiều cửa hàng bán được 20% số gạo còn lại. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu kg gạo. Như vậy đối với bài toán này chúng ta cần tính được số kg gạo buổi sáng cửa hàng bán được và số kg buổi chiều cửa hàng bán được. Sau đó chúng ta sẽ lấy số kg gạo cửa hàng có trừ đi số kg gạo buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tính số kg gạo buổi sáng cửa hàng bán được là, chúng ta sẽ lấy 300 nhân 20 chia 100. Kết quả chúng ta sẽ được là 60 kg. Tiếp theo số kg gạo buổi chiều cửa hàng bán được là, ở đây đề bài cho chúng ta biết là buổi chiều cửa hàng bán được 20% số gạo còn lại. Như vậy chúng ta phải lấy số gạo mà cửa hàng có là 300 trừ đi số gạo buổi sáng mà cửa hàng bán được là 60. Sau đó chúng ta sẽ nhân cho 20 chia 100 và kết quả chúng ta sẽ được là 48 kg. Như vậy cửa hàng còn lại số kg gạo là, chúng ta sẽ lấy 300 trừ cho số gạo buổi sáng bán được là 60 và số gạo buổi chiều bán được là 48. Như vậy 300 trừ cho 60 cộng 48 tám mở ngoặc, chúng ta sẽ được kết quả là 192 kg. Như vậy đáp án của bài 3 chúng ta sẽ được là 192 kg. Tiếp theo là bài 4. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó 30% số học sinh đạt loại giỏi, 10% số học sinh xếp loại trung bình, còn lại là học sinh xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp. Như vậy đề bài cho chúng ta biết là số học sinh giỏi sẽ chiếm 30% và số học sinh trung bình chiếm 1%. Như vậy chúng ta sẽ đi tính số phần trăm mà học sinh xếp loại khá chiếm là, chúng ta sẽ lấy 100 trừ cho 30 cộng 10 đóng ngoặc mở ngoặc, chúng ta sẽ được kết quả là 60%. Đã có được số phần trăm, chúng ta sẽ có thể tính được số học sinh xếp loại khá của lớp.
số học sinh xếp loại khảo của lớp là chúng ta sẽ lấy tổng số học sinh là 40 nhân cho số phần trăm học sinh đạt loại khá chiếm là 60 nhân cho 60 chia cho 100. Như vậy, 40 nhân 60 chia 100 chúng ta sẽ được kết quả là 24 học sinh. Đáp số của bài 4 sẽ là 24 học sinh. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với bài 5. Một cửa hàng đã bán được 2,6 tấn gạo. Số gạo đã bán bằng 52% tổng số gạo của cửa hàng. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu tấn gạo? Bài toán cho chúng ta biết được là cửa hàng bán được 2,6 tấn gạo và 2,6 tấn gạo này bằng với 52% tổng số gạo của cửa hàng. Như vậy để tính được cửa hàng có tất cả bao nhiêu tấn gạo, chúng ta sẽ lấy 2,6 nhân cho 100 chia cho 52. Như vậy số tấn gạo cửa hàng có là chúng ta sẽ lấy 2,6 nhân cho 100 chia 52 sẽ được 5 tấn. Như vậy đáp số của bài 5 ở đây chúng ta sẽ được là 5 tấn gạo. Phần bài tập đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Hẹn các em ở những video tuần sau.